Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đã mua được hai cái sầu riêng các bạn, hai cái sầu riêng ở Đắk Lắk để ủng hộ mấy anh chị mua sầu riêng. Đang bán sầu riêng hiện tại thì các bạn biết là ở Đắk Lắk thì tới cái vụ mùa sầu riêng là rất là nhiều, nhưng mà rất là khó khăn trong việc vận chuyển á. Thì mình có một đêm em kết nghĩa là nó bán sầu riêng dạng như mua ở vườn á, rồi đem về phân phối ở Bình Dương thôi. Hôm trước là có các bạn comment trên cái video của mình là không cho địa chỉ, nhưng mà mình ở đây mình chỉ có một quen một bé là nó bán sầu riêng ở Dĩ An nha các bạn. Các bạn ăn sầu riêng thì mình sẽ cho cái địa chỉ bên dưới. Đó, mình mua hai sầu riêng. Sầu riêng hiện tại thì cái giá sầu riêng ở Đắk Lắk á thì đa số là sầu riêng xấu hay là cái kiểu mà sầu riêng Thái á, thì bạn cái giá khoảng 40 ngàn ký tại vườn, thì đem về đây thì người ta bán khoảng 50 ngàn ký các bạn. Đó, sầu riêng thì nói chung rất là ngon. Sầu riêng ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk thì rất là ngon. Và cái kiểu sầu riêng là sầu riêng chín luôn á, chín cây, người ta khai thác đúng bộ mùa luôn. Đó, giờ sẽ khui hai cái sầu riêng rồi quay cho bạn xem. Em đúng rồi, cái sứa nè. Đây nè. Hai cái Đắk Lắk. Rồi. Cùng với anh sầu riêng nhé các bạn. Thứ hai lần đầu khui sầu riêng. Này hiện tại là đang giải cứu sầu riêng Đắk Lắk. Đắk Lắk mới mới. Đây. Rồi. Đào lắm. Chợt chợt á. Không, để đây sạc sạc xuống, đâu để đó sạc xuống, nào xuống, nào xuống, nào xuống. Rồi đến như thế đau quá hả? Lấy anh chạy vô đó anh, cái này khó quá, nó chưa có tới. Đây nghe làm chứ thằng giúp biết anh khui em này, biết ăn thời gian chứ không có anh em biết khui chỗ này không phải là không đâu, đúng rồi đó, đúng rồi đó, vậy này không phải. Đấy, chính chưa? Cái này chính chưa? Chính rồi. Nó chỉ cần lấy cái kia nãy quá. Không đúng, cái này không đúng. Giang nó biết khui á, kêu nhờ nó mà khui giùm. Mình khui sầu riêng mà không biết nữa. Không biết khui thiệt, bữa trước khui cũng khui nó có thằng nên nó khui như khui mít vậy đó, chặt cầm đôi vậy đó. Cái này nó chưa có cái khía rõ nè, nó có một cái mà dễ à. Còn không, nhưng mà chưa rõ thì mình cứ đập xuống thôi, gì đâu. Đừng có dính. Nghe xuống. Đào mà. Điện giỏ bao nhiêu năm. Mình gặp giỏ không? Có gặp giỏ. Có. Giỏ gì? Cà tê. Giỏ khò giờ lắm. Giỏ khò giờ sáng. Khò giờ sáng rồi. Giỏ khò giờ sáng mà quên ở quê ăn kìa, đi học gì. Sao không nhăn người ta? Chính rồi. Chính hả? Chính rồi. Rồi. Nó chính rồi mà. Nói nó bán hàng cho anh như nó phải thần gì đó. Khó khăn luôn đó. Không có đúng muối rồi. Rồi nó chưa chín. Mày tắt luôn nè. Sao sống nhăn vậy? Dặn tới cái mùi lắm rồi mà chưa chín, hôm nay nghi chưa chín. Ờ, còn sắc giống như lắm vậy đó. Ôi, mấy hôm nay là lần đầu tiên ăn sầu riêng, lần đầu tiên khui sầu riêng này. Được không? Các bạn, lắp đây. Quá, cực khổ. Lực lên. Hai. Đứng rồi. Ba ba ba. Lực lên. Giữ. Đó. Cực quá. Đấm xuống. Cái này đâu. Đấm xuống, lấy cái dao đấm xuống. Này lấy cái dao này. Mạnh lực. Dặn thú, dặn khí đang điên. Ách. Tiễn thằng đại sư. Mẹ. Chạy
này nè, chặt luôn cái này nè, ngang này nó dướng cái cùi cho nên nó không có ra được á. Dướng cái cùi á. Đó, cái đoạn này. Luôn. Chết rồi, chết rồi. Đó. Đó mồi hột luôn. Nó chưa chín à. Ê. Ấy à. Hốt vô, hốt vô. Ủa ăn anh đâu? Rồi. Đây đây lấy dĩa đây. Cũng thơm mới giới. Bạn. Nãy quay cái đoạn khui sầu riêng các bạn. Nó hơi lộn xộn mấy anh chị khui. Biết ăn nhưng mà không biết khui. Ăn mà không quen á các bạn. Thì mình xin nhắc lại các bạn là cái sầu riêng này là sầu riêng Đắk Lắk. Mua sầu riêng ở Đắk Lắk các bạn, giải cứu sầu riêng. Rồi có một con bé nó ở Gia An nè, ở khu vực Gia An này cũng có mấy bạn mua sầu riêng ở Từ Vựa ở Đắk Lắk để đem về đây để phân phối ở đây. Thì mình thấy là cái giá nó cũng bình thường, nó rẻ hơn so với trước dịch đó các bạn. Trước dịch mọi người ăn là 70 ngàn hay là 80 ngàn, 60 ngàn cái, nhưng mà giờ hiện tại á, do là cái việc di chuyển thì nó cũng khó, với lại là cái người ta mua ở vườn ấy các bạn, nó rẻ khoảng 40-35 ngàn ký, đem về đây xanh cọ rồi phí vận chuyển thì có khi nó bán 40 có khi 45 các bạn, tùy người muốn lời nhiều hay lợi ít á, thì nó dao động từ 40-45 ngàn ký á. Dạ thì cái số điện thoại của bé này, nếu các bạn ở Di An này muốn ăn sầu riêng, mà sầu riêng rất là ngon nha, sầu riêng rất là ngon, vừa chín tới luôn. Mình không biết nó vừa chín tới, nó đỡ một ngày thì nó chín kỹ hơn, nhưng mà mình khui liền á, cho nên nó chưa được chín lắm, nhưng mà cũng rất là ngon. Cái sầu riêng rất là ngon các bạn. Đó, cơm vàng, hạt thì lép. Cái này là sầu riêng Thái nha mọi người, sầu riêng này là sầu riêng Thái. Ở ai muốn ăn sầu riêng thì mình sẽ đỡ cái link Facebook với lại là số điện thoại của bạn đó ở phía dưới cái video này, cho các bạn có muốn mua thì liên hệ. Các bạn ấy cũng có giao vòng vòng ở Dĩ An này nè. Hiện tại thì cái việc ở Dĩ An này các bạn đi cũng rất là khó. Mình cũng có quay các bạn xem đường phố ở Dĩ An, các bạn thấy là hiện tại là cái chốt đồ rất là nhiều luôn á. Chốt cực kỳ nhiều luôn. Như phía trước này hiện tại. Các bạn thấy phía trước kìa. Phía trước kìa có một cái xe tải đi mà bị dịnh lại rồi, thấy chưa? Đó các bạn. Đây là khu vực của Dĩ An. Đó, mình làm video này để giới thiệu các bạn. Kiểu mọi người ăn sầu riêng thì cứ xem video và đọc ở dưới comment có thông tin gì đó. Sầu riêng thì hiện tại thì nó đang vô cái vụ mùa chính luôn mọi người. Vụ mùa chính luôn. Còn việc di chuyển thì ở Dĩ An này, ở Bình Dương, Sài Gòn này rất là khó khăn luôn. Đó. Nhưng mà mấy bạn đấy thì chung là cung cấp cái lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, rau củ luôn các bạn cũng bán rau củ rồi đầy đủ các bạn. Cà chua hay là có cả cà pháo, gì cà pháo rồi cà tím nữa, nhiều lắm. Các bạn muốn ăn thì liên hệ với bạn đó, bạn bán cái dao rẻ hơn so với buổi chợ rất là nhiều. Siêu thị thì ở các bạn thấy ở Dĩ An thì siêu thị chỉ có một cái siêu thị gọi là siêu thị Go á, trước kia là Bixi á, nó có bán đầy đủ rau củ quả, là nó rất là phong phú và đa dạng nha các bạn. Nó không có khan hiếm, chủ yếu là do là việc đi lại nó hơi khó khăn thôi, và mọi người phải mua dạng như mua theo cái lịch đi chợ á các bạn. Rồi ok nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Sầu riêng, nói chung sầu riêng của bé này bán rất là ngon. Và hiện tại là cái mùa sầu riêng chúng ta đang vào, cho nên là các bạn thấy là sầu riêng rất đẹp, rất đẹp. Có điều là anh em mình không có biết khui sầu riêng các bạn. Rồi, bye bye nhé. Với lại hiện tại các bạn biết là cái sầu riêng ở Tây Nguyên các bạn thì có rất là nhiều cái kênh. Tỉnh Đắk Lắk người ta cũng đã liên hệ để mà có rất là nhiều kênh để tiêu thụ cái lượng sầu riêng khá là lớn ở cái thời điểm mà đang mùa vụ các bạn. Người ta ước tính là sẽ có khoảng bơ cũng rất là nhiều.
sầu riêng cũng rất là nhiều. Sầu riêng là ước tính là người ta thu hoạch cái đợt này á bạn là vào khoảng là 103.000 tấn đó. Xuất khẩu thì không được, thì cái kênh xuất khẩu thì nó sẽ đi vào cái bằng cái cách là người ta sẽ dạng như người ta sẽ đông lạnh, lấy cơm ra, lấy hạt ra, khui ra đông lạnh để đi xuất khẩu. Còn đa số là người ta sẽ phân phối qua các tỉnh lân cận, rồi các hệ thống các siêu thị, rồi cái hệ thống các cái sàn giao dịch, ví dụ như dàn sàn thương mại điện tử các bạn, như Sen Đỏ nè, Shopee đồ các bạn. Đó, sầu riêng cho nên mọi người muốn ăn cái đó, ăn sầu riêng thì có thể liên hệ ở các cái kênh, các sàn thương mại điện tử, hoặc là các cái kênh buôn bán kiểu như bán sỉ từ nhà vườn giao, thì các cái xe luồng xanh hay là các cái xe mà người ta cũng đã làm việc với cái cách đó, chính quyền địa phương người ta cũng đã làm cái cách để mà các cái xe mà người ta thu mua sầu riêng cũng như là các cái xe và cái thương lái đó, đi nó thuận tiện để đưa cái sầu riêng về các cái tỉnh lân cận cũng như là đưa vào Sài Gòn, Bình Dương để tiêu thụ. Đó, thường thường sầu riêng là tiêu thụ ở Sài Gòn với Bình Dương với các cái tỉnh miền Nam này rất là nhiều luôn các bạn, nhưng mà dịch thì cái việc di chuyển rất là khó, cho nên là phải đưa vào các cái hệ thống đó, ví dụ như là đưa vào cái sàn thương mại điện tử như mình đã nói đó, như Shopee này hay là Lazada, các cái kênh đó các bạn lên đó cũng có mua được. Thì thường thường ở vô đó thì đa số là các cái shop hay là các cái cửa hàng người ta cũng uy tín, sẽ bán rất là nhiều. Trong đợt dịch này thì các bạn hỗ trợ để cho người dân tiêu thụ cái lượng sầu riêng rất là lớn, 103.000 tấn là rất là lớn rồi các bạn. Ngoài sầu riêng thì ở Tây Nguyên còn có bơ đó, bơ có Đắk Lắk, ngon lắm. Rồi nha các bạn.